Ở phần trước, chúng ta đã bàn về tương quan và hành động của hai phe Lưu Bị, Tôn Quyền quá nhiều. Bây giờ, hãy nói về nam chính đóng vai bi trong vở diễn này, đó là Tào Tháo. Có chuyện Tào Tháo khai triển trận xích bích hùng hậu là bởi lẽ rằng Tào Mạnh Đức định một mẻ hốt trọn liên quân hai nhà Tôn Lưu. Sai lầm đến từ sự tự tin thái quá, lại còn đánh giá sai lầm thực lực của Tôn Quyền. Nếu Tào Tháo chơi kế tẩm ăn dầu, đánh xong kinh tường, lấn chiếm đất đai, phát triển nhân mã, quốc lực, tích cực vỗ về dân kinh tường, chia quân đóng nơi hiểm yếu, nuôi thêm sức một thời gian dài, thì các đối thủ quả thực là hết cơ hội lật kèo. Lưu Bị thì đang trong tình trạng sống thực vật, thở oxy, còn Tôn Quyền thì chấp 10 năm nữa cũng không đủ sức chọi lại Tào Tháo. Trước sau cũng phải chết với quân Tào mà thôi. Điểm lại tình hình mặt Bắc, 13 châu thì Tào Tháo giữ 9 châu. Các chư hầu khác, mỗi người đều chỉ còn một ít địa bàn. Lưu Trương thì ngồi giữ Tây Xuyên như con khuyển giữ nhà, chưa bao giờ là một mối nguy. Trương Lỗ thì thực lực ít ỏi, năng lực lại còn yếu kém. Mã Đằng, Hàn Toại tuy có chí nhưng địa bàn thì rất xa, muốn triển khai lực lượng uy hiếp thì tính trì hoãn rất cao. Lưu Bị thì tuy có thực lực nhưng lại không có đất đai, không có lực lượng, và Tôn Quyền khi đó có lẽ chỉ còn biết lo giữ thần. Tào Tháo ung dung đánh dẹp từng thế lực một thì thiên hạ đã sớm thống nhất từ lâu. Và đó thì cũng chính là điều lo ngại của Lỗ Túc và Chu Du. Đây là lý do chính khiến hai người này hạ quyết tâm kháng Tào tới cùng, mà còn phải đánh ngay, đánh gấp, bởi đại sự càng để lâu thì càng bất lợi cho quân Ngô. Thế nhưng mấy ai ở vào địa vị của Tào Tháo mà giữ được mình? Cái kịch bản của Tào Tháo là khi dẹp xong Viên Thiệu, bức hàng được Lưu Tông, khí thế quân Tào chính là lúc đang thịnh, muốn quét một nhát phẳng lì vùng Giang Hán, nơi có hai đối thủ nguy hiểm nhất, cũng không phải là không nên làm. Với một thủ lĩnh dùng binh quyết đoán, đầy cá tính như Tào Công, thì kịch bản thần tốc đó đã định hình trong đầu. Chưa kể khi đó, Tào Tháo cũng đã 54 tuổi, ai chẳng mong sớm bình định thiên hạ, ổn định cục diện và lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn. Nếu đợi thêm nữa, liệu chăng khi nào Tháo mới đợi được ngày công thành danh toại, hay lại phải để tới đời sau? Có nhớ, khi quân Tào lấy xong Kinh Châu, đưa thư mời Tôn Quyền hội săn, đến cả lão thần Giang Đông, từng kinh qua nhiều giai đoạn gian lao dựng nghiệp như Trương Chiêu, còn co hết cả vòi lại, thì chứng tỏ quân uy của Tào Công nó khủng khiếp tới cỡ nào. Nếu không có Chu Du một tay chống trời, chắc gì quyết tử mà Giang Đông đã toàn vẹn được. Tàn quân của họ Lưu thì đang thua liểng xiểng, ngã lòng tất cả cũng chẳng có gì đáng kể. Thiên hạ loạn lạc, chiến sự liên miên, Chu Du khát khao diệt Tào để bắc tiến, đến Lưu Bị như mãnh thú săn mồi, chỉ chờ thời cơ để lùa cả bốn quận Nam Kinh Châu. Thì có lẽ nào Tào Tháo lại không muốn tận dụng cơ hội một lần dùng binh mà nhất thống Giang Sơn cho đỡ mệt nhọc. Có điều anh hùng đều tương ngộ, một trận xích bích thiên hạ chỉ bà, thật cũng khó lòng mà tính toán hết được, chỉ có thể đổ cho ý trời mà thôi. Nhìn vào sự chuẩn bị, Tào Tháo rõ ràng nghiêng hẳn về việc thừa thắng xông lên, có lẽ bởi thắng sinh kiêu chăng? 10 năm dựng binh, đến lúc đó binh hùng tướng mạnh như anh em họ Viên, hai con sói hung mãnh như Lữ Bố, Trương Tú cũng đều đã bị diệt. Vùng đất giàu mạnh kinh tương thì một đòn thu gọn mà không tốn một binh một tốt nào. Thì sự tự tin của họ Tào tới gần với giới hạn của sự ngạo mạn cũng là điều dễ hiểu. Trận xích bích, Tào Tháo bại trận thê thảm, chạy rẽ đất về phía Bắc. Tôn Lưu hai nhà thắng trận oanh liệt, song cả hai bên đều do vấn đề chia miếng bánh ngon Kinh Châu mà nảy sinh mâu thuẫn to lớn, khiến mối liên minh đang tốt đẹp bỗng có nguy cơ tiềm ẩn của sự tan vỡ. Nghiêm túc mà nói, trong trận xích bích, phe Đông Ngô có công lớn nhất, đáng được tưởng thưởng phần bánh béo bở nhất. Thế nhưng dĩ nhiên, đó chỉ là lý thuyết mà thôi. Có đạt được hay không, lại còn phải dựa vào tài năng xoay sở ứng biến. Bước thứ nhất trong long chung đối sách của Gia Cát Lượng cũng chính là lợi dụng Tào Tôn hai nhà quyết chiến để chớp thời cơ lấy Kinh Châu làm vùng đất căn bản. Vậy là cái mẹo của Gia Cát Lượng đó là phải thần tốc được thi hành. Lưu Bị bỏ ít công sức, song lại ngoạn được phần bánh lớn nhất, ngon lành và béo bổ nhất.
trong khi Chu Du Tôn Quyền sứt đầu mẻ trán, nhọc lòng lao khổ, thiệt hại tới cả vạn tinh binh trong trận đánh Giang Lăng. Chu Du người còn mang thương tật khổ sở, lại chỉ được một mẩu Giang Hạ và một phần Nam Quận, có lẽ nào lại không đỏ mặt tức tối. Như vậy thì cái được đó xét ra không tương xứng với cái mất tẹo nào. Thế nhưng gạo đã nấu thành cơm, thì làm thế nào để thu lại 4 quận Nam Kinh Châu cũng không phải là vấn đề đơn giản nữa. Cũng vào thời gian này, tướng Tào là Lôi Tư làm binh biến ở vùng Lư Giang, bị Hạ Hầu Uyên đánh phá ác liệt, không chịu nổi nhiệt nên cũng đã dẫn toàn bộ binh về hàng Lưu Bị, khiến quân lực của Lưu Bị tăng lên đáng kể. Chưa cần xét tới việc Tào Tháo có thể trục lợi nếu Tôn Lưu đấu đá, thì riêng các việc phía Đông Ngô bây giờ đánh lại một mình Lưu Bị thôi cũng không phải dễ ăn. Giữa thời khắc nan giải đó, để duy trì mối liên minh hai nhà nhằm bảo vệ đại cục, thực sự chỉ còn có hai con người là Lỗ Túc và Gia Cát Lượng. Còn với Chu Du, từ chỗ rất tán đồng và nhiệt huyết với việc liên minh Tôn Lưu, nhưng kể từ chiến sự Giang Lăng, thế lực lượng của phe Lưu Bị từ chỗ không có gì đáng kể vụt biến thành gã khổng lồ trên chính trường và trở thành một thế lực đáng kể với đầy nguy cơ tiềm ẩn cho nhà Ngô, nên đã trở thành lãnh tụ của phe phái chống đối lại sự bành trướng của họ Lưu. Tôn Quyền thì rõ ràng là muốn bành trướng thế lực và thu lãi về nhiều nhất sau cú đầu tư tại Xích Bích, nên dù chẳng thù ghét Lưu Bị như Chu Du lắm, thế nhưng cũng muốn chiếm thêm đất ở Kinh Châu. Các tướng lĩnh văn võ Giang Đông cũng có một số bảng quang, nhưng đa phần đều là khó chịu. May sao chỉ còn có Lỗ Túc, nhà đại chính trị xứ Giang Đông, bất kể thời thế thay đổi vẫn rất nguyên tắc và cứng cỏi để bảo vệ quan điểm liên minh hai nhà, cố gắng tìm mọi cách để dung hòa những mâu thuẫn giữa hai bên. Xét về nhãn quan chính trị, để bảo vệ an toàn đại cục, Lỗ Túc đa phần tài trí. Tại sao lại đề cao Lỗ Túc trong câu chuyện này tới vậy? Bởi với cái cách tính toán của Lỗ Túc, nó thậm chí còn vượt xa cả tầm nhìn của danh tướng Chu Du. Cái mà Chu Du nhìn thấy, nó chỉ là thực lợi trước mắt. Nhưng mà cái Lỗ Túc nhìn thấy, nó là tầm nhìn chiến lược của một chính trị gia. Nếu liên minh Tôn Lưu còn tồn tại, Tào Tháo nhất định phải đương đầu cùng lúc với hai kẻ địch mạnh. Lưu Bị dẫu sao cũng luôn dương cao ngọn cờ chống Tào, là kẻ địch về mặt căn bản của Tào Tháo. Tới đây, Lỗ Túc chủ trương đưa Lưu Bị thành lực lượng tuyến đầu chống Tào. Kinh Châu trước này luôn được xem là cái bụng của thiên hạ. Ai chiếm được Kinh Châu cũng đều trở thành miếng mồi bị nhiều thế lực dòm ngó. Đặc biệt, lực lượng nào chiếm giữ Kinh Châu cũng sẽ trở thành một mối uy hiếp với vùng đồng bằng Hoa Bắc nếu nhổ được nốt chốt chặn phản thành. Cứ cho là Lưu Bị chiếm Kinh Châu thì sớm muộn gì một trận đại chiến giữa quân Kinh Châu và quân Tào cũng sẽ nổ ra. Ngược lại, Tào còn thì dù Lưu có chiếm được Kinh Châu cũng sẽ không dám đối đầu với nhà Ngô mà phải tập trung chọi lại với Tào Tháo. Và khi trận đại chiến giữa Tào và Lưu diễn ra, Đông Ngô khi đó ngư ông đắc lợi, chẳng phải tuyệt vời hay sao? Tiếp theo, Lỗ Túc lại đề ra một chiến lược khác, đó là xoay trục. Tháo chạy khỏi Kinh Châu, thế nhưng vẫn đặt trọng bình chấn giữ. Cố đánh thì dù có chiếm được cũng sứt đầu mẻ trán. Lỗ Túc nhường lại việc phát triển địa bàn, kèm thêm việc tấn công Tào Ngụy ở phía Tây cho quân của Lưu Bị. Thay vào đó, họ sẽ chuyển dịch chiến trường sang phía Đông, đánh lên vùng Hợp Phì để mở cánh cửa tiến vào vùng đất màu mỡ Giang Hoài. Đồng thời, có thể thuận theo sông Hoài mà tiến vào Hứa Lạc. Đó là chiến dịch được chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ và công phu, xuất động hầu hết các binh lực và các viên tướng lĩnh hàng đầu Đông Ngô như Lã Mông, Tưởng Khâm, Cam Ninh, Lăng Thống, Hạ Tề, Phàn Trương, Trần Vũ, Tống Khiêm, Từ Thịnh, v.v. Vậy nhưng, dù trong không có nội loạn, ngoài chẳng có chiến sự, vậy mà trời cao đã không phù hộ Tôn Quyền. Khi Đông Ngô đã phải rút lui sau hơn 100 ngày bao vây cứ điểm này vào năm 215 vì lý do gặp dịch bệnh. Còn Gia Cát tiên sinh thì sao? Cái sách lược Liên Ngô kháng Tào chính là một cuốc sách rất quan trọng, được định rõ từ khi còn là một con rồng ẩn nằm ở Liều Tranh, xứ Long Trung. Thế nhưng việc tích lũy lực lượng để khuếch trương thế lực cho chúa công cũng là việc không thể không làm. Vậy thì làm thế nào để vừa có lợi, vừa không lỗi đạo với đồng minh, tránh sứt mẻ quan hệ hai nhà? Xem ra Gia Cát Lượng cũng có nỗi khổ tâm
có phần còn hơn cả Lỗ Túc nữa. Tiếp sau, lại xảy ra một biến cố. Đó là công tử Lưu Kỳ, lắm bệnh nhiều tật, đã qua đời. Khi đó, các tướng lĩnh ở 4 quận Nam Kinh Châu đã ủng hộ Lưu Bị lên nắm chức Kinh Châu Mục. Nhân cơ hội này, Lưu Bị đóng dinh ở Du Giang Khẩu, vị trí sẵn sàng đối đầu với Giang Lăng, đang trong tay của Chu Du. Sau việc này, Tôn Quyền và Chu Du đều vô cùng khó chịu. Lập tức họ tăng binh ở Giang Lăng, triển khai tư thế sẵn sàng dùng vũ lực. Lỗ Túc thấy nguy cơ đổ vỡ liên minh, một mặt khuyên Tôn Quyền hết sức bình tĩnh, mặt khác thì gặp ngay Gia Cát Lượng, đề xuất ý kiến thương lượng gấp giữa hai bên để đưa ra một đối sách thích hợp, cố gắng tránh xung đột. Gia Cát Lượng thì cũng đương nhiên là không muốn nhìn thấy cảnh hai bên trở mặt thành thù, nên đã khuyến cáo Lưu Bị cần có chính sách mềm dẻo để đạt được lợi ích thiết thực. Và thế là hai bên đã đạt được một thỏa thuận, đó là Lưu Bị thừa nhận Nam Quận thuộc quyền cai trị của quân Ngô. Song hiện tại, Lưu Bị sẽ mượn để ở nhờ. Khi nào lấy thêm được đất Xuyên thì sẽ trả về cho Ngô. Như vậy, tức là Chu Du vẫn đang là thái thú Nam Quận trên giấy tờ. Và Tôn Quyền phải công nhận địa vị của Lưu Bị ở quận Công An. Mặc dù Chu Du và Tôn Quyền đều chẳng lấy làm hài lòng, song trước sự nhiệt tình không biết mệt mỏi của Lỗ Túc, và lại, thỏa thuận này cũng đạt được phần nào lợi ích lâu dài của Đông Ngô, nên cũng đành chấp nhận, tạm thời hòa hoãn. Và thế là quan hệ hai bên đang căng thẳng đã được hạ nhiệt. Để ổn định điều hành ở Kinh Châu, Lưu Bị trao cho Gia Cát Lượng quyền quản lý 3 quận Ninh Lăng, Quế Dương và Trường Sa, đóng trung tâm điều hành của Gia Cát Lượng ở Lâm Trưng, địa điểm nằm giữa 3 quận. Và tới khi này, Gia Cát Lượng thực sự đã trở thành nhân vật quyền lực số 2 trong tập đoàn quân sự của Lưu Bị. Và bước thứ nhất của Long Trung Sách của Gia Cát Lượng tới đây đã cơ bản đạt được. Trong thời gian này, vợ cả của Lưu Bị là Cam Phu Nhân mới qua đời. Và để thắt chặt thêm quan hệ hai bên nhằm củng cố liên minh Tôn Lưu, nâng thêm một tầm cao nữa, chủ trương của Lỗ Túc là sắp đặt cuộc hôn nhân giữa Lưu Bị và em gái của Tôn Quyền. Tôn Quyền đem ý này của Lỗ Túc trao đổi với Thái Phu Nhân, tức là mẹ kế của Tôn Quyền. Và hảo sự này đã được Thái Phu Nhân chấp thuận. Ngay sau đó, cuộc hôn nhân đã nhanh chóng được hoàn tất. Tuy nhiên, việc lúc này của Lưu Bị là làm sao nhanh chóng phát triển thế lực vượt ra khỏi biên giới 4 quận Nam Kinh Châu đang quản lý và khẩn trương tìm biện pháp để thực hiện bước thứ hai trong Long Trung đối sách, đó là Tây Tiến chiếm Ích Châu. Thế nhưng Chu Du thì lại đóng ngay tại Giang Lăng. Lưu Bị muốn tiến về Bắc, xuôi về Nam hay trỏ sang Tây đều vướng phải sự kiểm tỏa của Chu Du ở thành Giang Lăng. Mọi kế hoạch phát triển về căn bản đều không có cơ sở thi hành. Điều này đối với Lưu Bị là quá khó chấp nhận. Bởi thế, Lưu Bị muốn làm một chuyến sang Đông Ngô để thương lượng với Tôn Quyền, đưa ra ý kiến mượn cơ sở Giang Lăng của Chu Du sáp nhập vào vùng đất chiến lược mà Lưu Bị đang quản lý. Và đây chính là sự kiện mượn Kinh Châu. Việc Lưu Bị đơn thân sang Giang Đông quả thực là hung hiểm khôn lường. Song Lưu Bị cũng có cách nhìn của riêng mình, rằng Tôn Quyền hiện tại đang phải chịu áp lực rất lớn từ phía Tào Tháo. Đó là mới ác chiến ở Hợp Phì xong, thậm chí còn mất đi dũng tướng Thái Sử Tử, đang rất cần quan hệ hòa nhã với quân Kinh Châu. Nếu phải xé thêm lực lượng để trụ ở Giang Lăng thì sức ép sẽ ngày càng lớn, rơi vào thế lưỡng đầu thọ địch. Thêm vào nữa, đó là mối quan hệ hai bên đang trở nên thân thiết với cuộc hôn nhân của Lưu Bị và Tôn Thượng Hương. Và vụ giao dịch này có thể thành công, chắc hẳn những mưu kế chính trị kiểu này cũng là một tay Gia Cát Lượng quân sư cho Lưu Bị. Lưu Bị lần đầu tiên diện kiến Tôn Quyền ở Kinh Khẩu. Hai vị anh hùng lần đầu gặp nhau đều có ý ngưỡng mộ nhau. Tuy nhiên, khi bàn tới vấn đề Kinh Châu thì không như Lưu Bị đoán trước. Tôn Quyền có phản ứng, song lại rất khôn khéo, không từ chối ra mặt mà đá quả bóng về phía Chu Du, với việc Giang Lăng là đất mà Chu Du phải lăn xả vào cái chết mới chiếm được. Nếu định cho mượn thì cũng phải để Chu Du đồng ý. Về phía Chu Du, nghe nói tới việc đó, lập tức phản đối quyết liệt. Chu Du bảo Tôn Quyền: Lưu Bị là kẻ kiêu hùng, quan Trương Triệu thì như mãnh thú, làm gì có chuyện luồn cúi người khác mãi được. Nên cầm chân bị ở đất Ngô, ban cho nhà cao cùng thất rộng, cấp cho nhiều mỹ nữ đàn giỏi hát hay, làm vui tai vui mắt. Ở Ngô lâu ngày
tình cảm với quan trường cũng sẽ nhạt dần. Chu Du Tồi nhân cơ hội đó mà thu thêm 4 quận Kinh Nam. Nếu giờ lại cho Lưu Bị mượn Giang Lăng để bọn họ tụ tập ở đó thì khác chi giao long gặp mưa lành, làm sao còn chịu ẩn mình mãi trong ao tù nữa. Tôn Quyền cho rằng ý của Du rất cao kiến, có thể áp chế được Lưu Bị, bành trướng thế lực, nên triệu tập Lỗ Túc, Lã Phạm cùng bàn định việc đó. Lã Phạm thì cũng đồng ý với kiến nghị của Chu Du, song chỉ mình Lỗ Túc là có ý kiến bất đồng. Túc cho rằng có thể cho Lưu Bị mượn Giang Lăng để cùng hợp sức chống Tào. Túc nói với Quyền: tướng quân là bậc anh hùng, song về lực thì Giang Đông không đủ để một mình chọi với Tào Tháo. Kinh Châu thì vừa loạn lạc, người Ngô chưa có ân huệ gì với dân Kinh Châu. Tạm hãy để Lưu Bị vỗ yên dân, ổn định Kinh Châu, tạo cộng đồng cùng kháng Tào. Đồng Ngô có thể ngồi yên mà nuôi dưỡng sức lực, chờ thiên hạ có biến sẽ nhanh chóng ra tay. Như vậy bảo sao không có lợi. Tôn Quyền nhất thời không nghĩ được gì, nên để việc đó lại một thời gian. Một thời gian sau, Lưu Bị nhất quyết xin về công an. Tôn Quyền chẳng thể giữ nổi, liền phải mở tiệc lớn mà tiễn đường. Và câu chuyện Kinh Châu tới đây tạm thời gác lại. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa đã miêu tả rùm beng về cuộc hôn nhân của Lưu Bị cùng câu chuyện Mỹ Nhân Kế, rằng Gia Cát Lượng tính toán thần diệu thế nào, dụ trừ những mẹo hay giấu kín trong cẩm nang kỳ tuyệt ra sao, hay ba lần trêu tức Chu Công Cẩn thế nào, khiến độc giả đọc sách mê mẩn tâm thần, vỗ tay thích thú. Đoạn này còn mô tả sự tức giận của Tôn Quyền với Chu Du. Rồi thấy mấy đoàn binh mã dầm dập ngựa phì nước đại, giáo mác tốt trần đuổi theo để tiễn đưa dâu. Rồi thì Triệu Tử Long hiện ra và cứu Chu Công. Rồi thì câu hát của đám binh sĩ lúc qua sông nhục mạ Chu Lang. Tất cả có lẽ đều là những áng văn của tác giả La Quán Trung. Tới đây, cục diện Tam Quốc đã dần được định hình và cũng kết thúc vở kịch lớn Xích Bích. Những toan tính của các bên cơ hồ đều đã đạt được và khép lại chương đầu trong hành trình xác lập vị thế của hai nhà Tôn Lưu. Lưu Bị với nền tảng Kinh Châu giàu mạnh, sau đó đã chiếm thêm được Ích Châu và Hán Trung, dần trở thành thế lực mạnh nhất Trung Hoa. Mọi chuyện êm ấm cho tới khi biến cố được xem là bước ngoặt tiếp theo xảy ra. Đó chính là chiến dịch công phá Tương Phản của Quan Vân Trường và kế hiểm Bạch Y Độ Giang của Lã Mông, khiến giấc mộng Trung Hưng Hán Thất của Gia Cát Lượng mãi mãi còn dang dở.